Đồ xưa mê công và sớm với công xin thân ái mến chào cô chú chị và các bạn người xa trên mọi miền đất nước đã xem clip ha. Hôm nay thì em cũng giao lưu với cô chú chị mình một số đồ đồng ha và đồ gỗ xưa cũ. Giao lưu và báo giá cho cô chú chị mình qua số điện thoại em là 0345 238 512. Thì em cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú chị mình ha đã ủng hộ em những clip vừa rồi. Còn đây là tác phẩm đầu tiên của chú chị. Ở đây là 1L ha. 1L thì em có một cái tủ nè. Đây thì tủ này chất liệu thì gỗ gõ cô chú chị. Còn ốc này thì ốc Sumcobor ha, vàng chanh xanh lục, ốc rất là đẹp luôn cô chú chị. Đây đem đo chiều cao cho cô chú chị mình xem ha. Chiều cao em đo như vậy là 162. Còn em đo chiều ngang cho cô chú chị mình. Đây. Chiều ngang em đo như vậy là 148. Còn chiều vô là 59 cô chú anh chị. Chất liệu thì gỗ gõ cô chú chị, còn ốc này thì ốc Sumcobor ha, vàng chanh xanh lục, ốc rất là chuẩn luôn, ốc rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đây còn ở phía trên, đây phía trên đó thì ta cẳng những qua lá tây cô chú anh chị. Còn ở phía dưới này thì đây cẳng những dây nho. Còn tủ này thì 13 chám cô chú anh chị. Còn tích này thì nhị thập tứ hiếu, tượng trưng cho 24 hiếu, tượng nhớ tới công ơn ông bà và cha mẹ mình của chú anh chị. Cái tích rất là hay luôn mà rất là có ý nghĩa. Còn ốc thì chuẩn ốc luôn của chú anh chị, ốc rất là đẹp luôn ha. Còn ở đây là giữ cái quỳ đi của chú anh chị. Cái quỳ thì người ta cẳng một cái dìm sen. Đây chám nào thì cũng như chám nấy của chú anh chị. 13 chám ha, tủ này thì 13 chám. Đây em vô cái mặt đại hội cho cô chú anh chị mình xem ha. Mặt đại hội rất là chuẩn luôn cô chú anh chị. Đó, rất là liền luôn. Gờ thì nó rất là mịn luôn cô chú anh chị. Còn em ở đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Còn số điện thoại bên em thì 0345 238 512 cô chú anh chị. Shop Chí Công cũng cảm ơn cô chú anh chị mình ha. Đã xem. Còn đây là bên hông của chú chị. Cái tủ thờ thì được cẳng ở trước mặt và hai bên hông luôn. Đó. Còn cái mặt sau đây của chú chị. Đó, mặt sau của chú chị mình xem ha. Rất là liền luôn. Đó, không hề lỗi lầm của chú chị. Ở trên đây cô chú chị, ở trên thì nó hơi cao quá chú chị. Em quay thì nó đây. Cửa này thì mở hai cánh hai bên cô chú chị. Đó. Còn ở phía trong đây. Ở trong thì nó có một cái thớt của chú chị, mình có thể để đồ ở phía trên luôn ha. Gỗ thì gỗ gõ cô chú chị. Toàn bộ gõ hết. Toàn bộ là gõ hết ha. Đó, cửa thì mở cánh hai bên của chú chị, còn tủ thì được cẳng ở trước mặt và hai bên hông. Đó. Thì cái tủ thờ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 80 triệu ha. Em mời cô chú anh chị mình vào phía bên trong ha. Còn đây là 2L, 2L thì em có một cái bộ lư nữa nè. Đây là bộ lư xưa luôn cô chú anh chị. Thì bộ lư này thì em đã đánh nước đồng rồi nè, cô chú anh chị mình xem cái màu đồng rất là đẹp luôn. Chiều cao của lư em đo như vậy là 72. Còn chiều ngang chỗ hai tay mây là 50. Đó. Cô chú anh chị mình xem ha. Đó, đặc biệt con lăn ở phía trên. Bộ lư này là bộ lư xưa luôn, tuổi đời thì 80-90 năm. Đây dạ phía trong đây cô chú anh chị. Rất là sạch sẽ luôn cô chú anh chị, không xi măng hay ba giới gì hết ha. Đó. Đặc biệt thì bộ lư này cô chú anh chị mình xem, những bộ lư thì nó có những cái đồng tiền nè. Đó, thường thường thì bộ lư nó không bao giờ có đồng tiền này. Bộ lư này thì nó rất là hiếm luôn cô chú anh chị. Nó có những cái đồng tiền ha. Đây em xây cho cô chú anh chị mình xem. Đây ở phía sau đây cô chú anh chị. Còn chiều cao chân đèn cho cô chú anh chị mình luôn ha. Chiều cao em đo như vậy là 63, còn cái mâm là 30 cô chú anh chị. Đó.
Những cái chiếc đèn thì cô chú anh chị mình xem rất là lớn luôn. Bộ lư này thì nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đây. À, hai chân đèn đều như nhau cô chú anh chị. Đó, hai cái đều như nhau luôn cô chú anh chị mình xem ha. À, thì bộ lư này thì cân nặng là 33,4 kg, cho luôn với cô chú anh chị mình là 50 triệu ha. À, còn đây là 3L thì em có một cái bộ lư nữa nè cô chú anh chị. Bộ lư này cũng là bộ lư xưa luôn. À, tuổi đời thì 100 năm mà cô chú anh chị. Đây để em đo chiều cao cho cô chú anh chị mình xem ha. Chiều cao em đo như gì là 75. À, chiều cao chỗ hai trái đào là 53 cô chú anh chị. Đó. Bộ lư này thì em chưa có đánh nước đồng cô chú anh chị. À, còn ở phía trên đây con lăng của chú anh chị mình xem ha. Tích này thì cũng là tứ linh long lăng quy phụng luôn. Ở đây là con rồng này của chú chị, còn ở phía trên là con lăng ha, còn đây là con phụng, còn đây là con vua. Tích thì tứ linh của chú anh chị, long lăng quy phụng luôn ha. Đó, đây em quay ở phía sau luôn của chú anh chị mình xem ha. Đây đem đo chiều cao chân đèn cho cô chú anh chị mình luôn. Chiều cao em đo như vậy là 58, còn cái mâm em đo như vậy là 30 cô chú chị. Cái mâm thì 30 ha. À, thì cô chú anh chị mình những mặt hàng đồng của bên em thì em sẽ đánh nước đồng cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cô chú anh chị mình nếu muốn đánh thì em sẽ đánh nước đồng lại cho cô chú anh chị mình, còn không thì cô chú anh chị mình cặn Tết ha, đánh luôn ha. Đánh xong rồi mình ăn Tết luôn cô chú anh chị. Đó. Hai chân đèn đều như nhau cô chú anh chị. Em đo đại diện một cái cho cô chú anh chị mình thôi ha. À, thì bộ lư này thì cân nặng là 23 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 40 triệu ha. Còn đây là 4L, 4L thì em có một cái mâm nè, chất liệu là đồng của chú anh chị. Mâm này là mâm xưa luôn ha. Đây, chiều cao của mâm em đo như gì là 11, còn quanh miệng đó là 54 của chú chị, còn lọt lòng em đo như gì là 40. Đó, những cái mâm thì cô chú anh chị mình xem. Ở đây thì em siêu tầm ở nhà ông chú nên ông chú ổng không biết đánh nước đồng đó, ổng lấy cái máy quẹt của cô chú anh chị nên nó quẹt nên vậy. Cô chú anh chị mình có giao lưu thì em sẽ đánh nước đồng lại ha, nó sẽ liền lại cô chú anh chị. Đây, ở phía dưới đây, ở phía dưới thì cô chú anh chị mình xem những cái chân như thế này đó, nó rất là chắc chắn luôn. Thì cái mâm này thì cân nặng đó là 2 kg của chú anh chị, 2,5 kg ha. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 4 triệu ha. Còn đây là 5L thì em có một cái ấm này của chú anh chị. Ấm này là ấm xưa luôn ha. Đây để em đo chiều cao, em đo tới quai trước đi ha. Chiều cao em đo như gì là 32, còn em đo tới miệng ấm cho cô chú anh chị mình. Tới miệng ấm là 26, còn chiều dài em đo như gì là 30, còn em đo cái hoành bụng luôn ha. Hoành bụng là 70 cô chú anh chị. Đó. Đây giờ phía trong đây. Mâm cái ấm này là ấm xưa luôn cô chú chị, ấm xưa luôn ha. Đây để em xây một vòng cho cô chú chị mình xem. Cái ấm này thì cân nặng là 3 kg cô chú chị, giao lưu với cô chú chị mình là 4 triệu ha. Còn đây là 6L, 6L thì em có một cái bình bông vỏ đạn này cô chú chị. Chiều cao em đo như gì là 32, còn hoành miệng là 18, còn hoành bụng em đo như gì là 49 của chú anh chị. Đó. Cái bình bông này thì cái miệng ở trên này của chú anh chị nó dúng ha, người ta cảm ơn cái bình bông này thì cái miệng trên nó dúng ha, làm cái kiểu này thì nó rất là đẹp luôn. Đây là chắc. Còn ở phía dưới đây, ở phía dưới thì cô chú anh chị mình xem cũng vẫn còn cái ti đây, đó cái ti đây của chú anh chị. Đây là bình bông vỏ đạn ha. Thì cái bình bông này thì cân nặng là 2,3 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.500.000 đồng. Còn đây là 7L, 7L thì em có một cái bình bông vỏ đạn nữa này của chú anh chị. Chiều cao em đo như vậy là 32,
còn quanh miệng là 18. Còn quanh bụng em đo như gì là 48 của chú chị. Đó. Hình bông này thì nó không có dúng miệng của chú chị. Đó. Đây còn ở phía dưới đây. Phía dưới thì cũng vẫn còn cái ti luôn của chú chị. Thì bình bông vỏ đạn này thì cân nặng là 2,1 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.500.000 đồng. Còn đây là 8L, 8L thì em có một cái tấm chênh lịch cô chú anh chị, chất liệu thì gỗ gõ ha. Còn ốc này thì ốc Singapore cô chú gì, để em để xuống em đo cho cô chú anh chị mình ha. Chiều ngang của chanh em đo như vậy là 48, còn chiều cao là 70 cô chú chị, còn chiều dày là 3 phân. Đây chất liệu thì gỗ gõ cô chú chị, còn ốc này thì ốc Singapore ha, còn tích này thì thuận bờm phiêu gió của chú chị. Thì em cũng chúc cho cô chú anh chị mình ha, đầu năm mới thì cũng thuận bờm phiêu gió, làm đâu được đó cô chú anh chị. Ở đây thì chúc mừng năm mới ha, giờ hai cô chúc đi hai bên đây để em đo cái khung này ha, cho cô chú anh chị mình xem về có nó phù hợp trong gia đình của mình ha. Chiều ngang em đo như vậy là 26 của chú chị, còn chiều cao là 32. Còn em quay ở mặt sau cho cô chú anh chị mình xem đây. Ở phía sau thì người ta gia cố những cái đố của chú chị, cho cái bức tranh của mình á nó chắc chắn hơn ha. Thì cái tấm chênh lịch này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 4.500.000 đồng. Còn đây là 9L, 9L thì em có một cái bức tranh, đây là bức tranh tùng cò của chú anh chị. Chất liệu thì gỗ gõ ha, còn ốc này thì ốc Singapore ha. Còn chiều cao em đo như vậy là 97. Còn em đo chiều dài cho cô chú anh chị mình. Đây, chiều dài là 196. Em đo chiều dày cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, chiều dày cái đố ngoài là 4 phân cô chú anh chị. Còn lọt lòng cái miếng gỗ giữa cho cô chú anh chị mình luôn ha. Lọt lòng em đo như vậy là 57 cô chú anh chị. Còn em đo chiều dài luôn cho cô chú anh chị mình xem. Đây. Chiều dài em đo như vậy là 157 cô chú anh chị. Cái bức tranh tùng cò này thì xung quanh diềm thì được điều chạm hết cô chú anh chị. Ở đây là những cái tùng ha. Đó, cô chú anh chị mình xem. Đó. Chất liệu thì gỗ gõ, còn ốc này thì ốc Singapore ha. Ở đây thì những con cò. Cô chú anh chị mình xem con cò này đang ngậm con cá nữa cô chú anh chị. Thì cũng cận Tết rồi cô chú anh chị, em sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình những cái bức tranh như thế này ha, để có thể cô chú anh chị mình trang trí trong gia đình của mình ha, cũng cận Tết rồi cô chú anh chị. Đó, để cho ngôi nhà mình nó được khang trang hơn. Đây em quay ở cái mặt sau luôn cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó. Mặt sau thì người ta gia cố những cái đố rất là nhiều luôn của chú chị, cho bức tranh mình á nó sẽ chắc chắn hơn. Đặc biệt thêm nữa thì người ta đổ một lớp keo nè, cô chú anh chị mình xem những lớp keo như thế này thì nó giữ cái miếng gỗ ở phía trước của mình, nó không có bị hề là bung ốc luôn của chú chị. Mình xài bức tranh này rất là bền luôn ha, rất là lâu. Đó. Thì bức tranh tùng cò này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 19 triệu ha. Còn đây là 10L, 10L thì em có một cái bàn trang điểm nè. Đó, chất liệu thì gỗ gõ cô chú anh chị. Còn ốc này thì ốc Singapore. Đó, cái bàn trang điểm thì nó rất là đẹp luôn. Đó, cái mẫu thì nó rất là đẹp. Chiều cao em đo như vậy là 69. Còn chiều ngang đi ha. Chiều ngang thì em đo hũ bị luôn là 103. Còn chiều vô thì là 43, còn em đo ở giữa sau luôn. Ở giữa sau là 150. Đó. Các bạn trang điểm của chú anh chị mình xem. Ở phía trên thì người ta chạm những cái hoa lá tây nè. Nó cái mẫu thì nó rất là đẹp luôn. Xung quanh viền thì đều chạm hết của chú chị. Chạm những hoa lá tây ha. Chất liệu thì gỗ gõ của chú chị. Còn ốc thì ốc Singapore ha. Cái tủ này thì cái bàn trang điểm này thì gồm có được có 4 cái hộc này của chú chị. Đó, 4 cái hộc ha. Đó, chị em mình có thể tha hồ để đồ ở trong này ha. 4 cái hộc luôn, 2 hộc trên và 2 hộc dưới của chú chị. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha, 0345 238 512, shop Chí Công của chú anh chị.
À đây còn cái ghế đây. Đó. À, chiều cao em đo như vậy là 40, còn mặt ghế là 30 cô chú anh chị, 30 vuông ha. Còn cái chân thì 5 phân. Ở đây, ở phía sau đây cô chú chị. Đó. Cái mặt đó là mặt kiến của chú chị. Nó ở phía sau đây. À, còn cái ghế đây cô chú chị, ghế rất là liền luôn ha. Ở phía dưới đây. À, thì cái bàn trang điểm này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 16 triệu ha. À, em mời cô chú chị mình vào phía bên trong ha. À, còn đây là 11L, 11L thì em có một cặp liễn nè. Ở đây là liễn chắc cô chú chị, gỗ thì gỗ chắc ha, gỗ chắc xưa luôn. Ốc thì ốc đỏ cô chú chị, ốc rất là đẹp luôn, ốc rất là chuẩn luôn cô chú chị. Đây để em đo chiều cao cho cô chú chị mình xem ha. Đây chiều cao em đo như vậy là 250, là 2,5 m cô chú chị. Còn chiều ngang em đo như vậy là 26. Còn chiều dày là 2,5 của chú chị. Chiều dày thì 2,5 ha. À, chất liệu thì gỗ chắc của chú chị, chắc xưa luôn. Đó. Bao xưa cho cô chú chị mình luôn ha. Ốc thì ốc đỏ của chú chị, ốc rất là đẹp luôn. À, còn tích này thì là sen hồng của chú chị. Ở bên đây là cây hồng đây đây. Đó, cô chú chị mình xem ha. Còn bên đây là cây sen. À, tích thì sen hồng của chú chị. Còn bên em ở đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. À, số điện thoại liên hệ bên em thì 0345 238 512 của chú chị. À, để em quay mặt sau cho chú chị mình xem ha. Đây. Đó. Rất là liền luôn của chú chị. Gỗ thì gỗ chắc xưa ha. Cô chú anh chị mình về xem hàng, đúng chất lượng, đúng như lời em nói thì cô chú anh chị mình cứ nhận ha. Nếu mà không đúng thì cô chú anh chị mình cứ gửi lại bên em. À, thì cặp liễn chắc này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 110 triệu ha. À, còn đây là 12L. 12L thì em có một cái sạp ba thành. À, chất liệu thì gỗ gõ cô chú chị, còn ốc này thì ốc Singapore ha, còn mặt trên thì mặt đá tàu. Chiều cao em đo tới mặt sạp đó là 53. À, còn chiều vô thì là 170. À, còn chiều ngang cho cô chú anh chị mình luôn ha. Chiều ngang đó là 215 cô chú anh chị. Còn cái chân thì 17 ha. Còn cái thành thì chiều dày 4 phân. Đó cô chú anh chị mình xem ha. À, xong quanh cái thành đây. Ở cái thành thì cô chú anh chị mình xem. Cái sạp ba thành thì được cản ở trước mặt và hai bên hông, còn ở phía sau phía giữa vô tường là không có cản thôi cô chú anh chị. Được đều chạm hết. Nó chạm xong rồi cản luôn cô chú anh chị. Nó rất là chắc chắn luôn. Nó mặt đá thì mặt đá tàu cô chú anh chị. À, còn đây thì cản những bông mai cô chú anh chị, cản những bông mai ha. Đó, ở đây thì cản những bông mai, còn ở đây thì cản những cây trúc nè. Đó, tượng trưng cho thanh mai trúc mã đó cô chú anh chị. Còn mặt đá thì cô chú anh chị mình xem, mặt đá tàu ha. Đó, mặt đá thì cô chú anh chị mình xem đá mây ha, đá dân mây nó rất là đẹp luôn. Đó. À, cái sản ba thành này gồm có 3 lá cô chú anh chị. Ba lá ha, một cái miếng lá giữa thì người ta làm một cái điểm nhấn, đó là một cái miếng đá tròn của chú chị, một miếng đá tròn ha. Đó, một miếng đá tròn này của chú chị, miếng đá tròn ở chính giữa ha. Cô chú chị nào có tham khảo thì hãy xin liên hệ qua số điện thoại của em ha, 0345 238 512, shop Chí Công của chú chị. Ở đây là cái dìm trước đây. Đó. Cái đường cái dìm trước thì cô chú anh chị mình xem được đường chạm xong rồi cẳng luôn. Đó. Mặt đá hết. Dạ đây là ở bên hông này cô chú anh chị. Đó.
rất là liền luôn cô chú anh chị, không thể hề lỗi lầm ha, hay là sức ốc gì hết cô chú anh chị. Đó, chất liệu thì gỗ gõ, còn ốc thì ốc Singapore ha, mặt trên thì mặt đá tàu. À, còn cái dựa sau đây, cái dựa cái phía mà dựa vô tường của quý vị, đây là mặt sau ha. Đó cô chú anh chị mình xem rất là liền luôn. Giữa này là đối diện giống ha. À, đối diện giống nhau luôn cô chú anh chị. À, hai bên hông thì đều giống nhau luôn cô chú anh chị, hai bên đều giống nhau luôn ha. Đó. À, thì cái sạp thành này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 40 triệu ha. À, cô chú anh chị nào có tham khảo thì hãy kết bạn Zalo bên em ha. Em mời cô chú anh chị mình vào phía bên trong ha. Ở đây là 13L. À, 13L thì em có một cái tủ gụ này cô chú anh chị. À, chất liệu thì gỗ gõ ha, gỗ gõ xưa. Đó. Ốc thì cô chú anh chị mình xem rất là chuẩn ốc luôn ha. À, cái tủ này nó hơi cao á cô chú anh chị, em đo 2 thước ha. À, 2 thớt ơi cô chú chị, đây, nó quá cao rồi. À, chiều cao em đo là 290, là 2m9. Còn em đo chiều ngang cho cô chú anh chị mình, đây, chiều ngang là 142. Còn em đo chiều vô là 50 cô chú chị. Em đo tới đây ha, còn cái đố thì em không có đo. Đó. Chất liệu thì gỗ gõ cô chú chị. Còn ở phía trên thì cô chú anh chị mình xem ha, à, người ta chạm cái hoa lá tây rất là lớn luôn, cả nhà những cái lục bình nữa cô chú anh chị. Còn bốn góc thì nó có 4 chế bằng. Đó. Cẳng thì ốc của chú anh chị mình rất là đẹp luôn. Ốc thì nó đã lên cái màu vàng chanh ha. À, chất liệu thì gỗ gõ của chú chị, tủ này là tủ xưa ha, tuổi đời 60-70 năm rồi của chú chị. Còn ở phía dưới đây đó của chú chị mình xem ha, được cẳng rất là đẹp luôn ha. Còn đây ở dưới cái quỳ đây đó, cẳng thì đây cẳng một cái con rồng rất là đẹp luôn đó. À, đây là những cái ngăn tủ của chú chị, cái được 2 cái hộc ha, 2 ngăn tủ của chú chị. Ở đây thì nó có một xíu giấy tờ của chú chị. Đây giờ phía trong đây. Đó. Rất là liền luôn. À, cái mặt sau thì cái này là ốp kiến thôi cô chú chị, ốp kiến ở phía trong thôi ha. Nó ở phía trên đây. Thì bên em thì trưng bày những cái chén của chú chị, những cái dĩa để giao lưu với cô chú anh chị mình đó. À, cái tủ này, tủ gụ này thì được 2 cái ngăn của chú chị, ở ngăn trên ha và ngăn dưới và ở phía dưới luôn đó ha. Đó, những cái cánh tủ ở phía trong thì cô chú chị mình xem cũng rất là đẹp luôn ha. Đây. À, còn đây là ở bên hông của chú chị, 2 bên hông đều như nhau của chú chị. Đó, ở bên hông đây, ở bên hông thì ở phía dưới đều có cẳng của chú chị, rất là liền luôn cô chú chị mình xem ha. Đó, ở phía trên cũng có cẳng luôn đó. Còn ở phía sau đây đó, cô chú chị mình xem ở phía sau luôn ha. À, cô chú chị mình có tham khảo thì hãy xin liên hệ qua số điện thoại của em ha, 0345 238 512, shop Chí Công của chú chị. À, thì cái tủ gỗ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 50 triệu ha. Đó, cô chú anh chị nào có tham khảo thì hãy kết bạn Zalo bên em ha. À, em mời cô chú anh chị mình ra phía bên ngoài ha. À, còn đây là 14L. À, 14L thì em có bộ giường kỹ này cô chú anh chị. Đó. Bộ giường kỹ này là bộ xưa luôn. Đó. Bộ này thì gồm có 3 món thôi cô chú anh chị. À, 2 cái băng ha và 1 cái bàn ha. Em đo đại diện một cái cho cô chú anh chị mình. À, chiều dài của băng ấy thì em đo phủ bì luôn ha, là 1
188 của chú chị. À, còn chiều vô thì là 51. À, còn chiều cao thì em đo như vậy là 53. Còn em đo cái giữa sau luôn. Đây. Chiều cao ở giữa sau là 103. Còn cái chân. Đây cái chân thì một tấc cô chú chị. Còn cái tựa tay này thì 7 phân. À, còn cái giữa sau là 3 phân rưỡi cô chú chị. Giữa sau thì 3 phân rưỡi ha. Đó. À, chất liệu thì gỗ cẩm lai. Cẩm lai thì đây. Đó. Chỉ có cái mặt này thôi cô chú chị. Đây ở phía trên đây. Đó. Đây là cẩm lai hết cô chú chị. Bộ này là bộ xưa luôn. Đây những cái lục bình thì cô chú anh chị mình xem. Đó. Cô chú anh chị nào có tham khảo thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha. 0345 238 512. Còn đây là cái mặt của chú chị, mặt này là mặt gõ nha. Đó, mặt gõ xưa luôn. Bộ dùng kỹ này là bộ xưa, bộ này là rất là chuẩn luôn cô chú anh chị. Những cái nhà của mình xưa mà để vô như cái bộ này thì nó rất là ok luôn. Đó. Những cái dìm đây, đó, cái dìm trước đây cô chú chị. Đây, em xuống xem xem. Đó được điều chạm hết luôn. Những cái đường đục thì nó rất là sâu cô chú chị. Cô chú hồi chưa là làm cái những cái bộ bàn bộ dường kỹ như thế này. Đây ở phía dưới đây cô chú chị. Hai cái thì đều như nhau cô chú anh chị. Đây em đây là cái mặt sau nè cô chú anh chị. Đó, mặt sau đây. Rất là liền luôn cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Bộ này là bộ xưa luôn, bộ giường kỹ xưa. Cẩm lai. Còn đây là cái bàn của chú anh chị. Chiều cao của bàn em đo như gì là 85. Còn chiều dài của bàn là 138. Còn chiều ngang là 53 cô chú chị. Còn từ mặt bàn xuống cái dìm là 22. Còn cái chân em đo như gì là 8 phân cô chú chị. Cái chân thì 8 phân ha. Đó. Cái mặt trên đó thì là mặt gõ cô chú chị. Mặt trên là mặt cỏ ha, còn những cái dìm của chú chị em xem. Chạm những bông hoa và những con chim của chú chị. Đó. Đều là cẩm lai hết, bộ dụng kỹ xưa. Đó, ở phía dưới đây cô chú chị. Đây, bộ giường kỹ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 145 triệu ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mà toàn quốc luôn. Cô chú anh chị nào có tham khảo hay là có nhà ý thì hãy kết bạn Zalo bên em ha. Để em sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ ha. Đồ xưa mê công và shop chí công cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình ha. Đã xem hết clip. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.